Đây là món thịt vịt giả cầy mọi người ạ. Hôm nay là lần đầu tiên mình ăn thịt vịt giả cầy đấy. Mọi khi mình chỉ ăn vịt luộc với cả vịt quay thôi. Ăn thử nhá. Đổi vị đi, mùi thơm lắm. Có vị thơm của sả, của hình như là riềng nhưng phải gừng. Hơi cay của ớt, cay nhẹ nhẹ. Đậm mắm muối. Ăn ok, nó đổi vị đi cũng ok, ngon lắm.